tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chuyện do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, ở tập 31 của bộ truyện Trường Sinh, Trường Sinh đã thoát khỏi nguy cơ bị điều tra về vụ giết Hồng Quận Vương sau khi Dương Nhất Nico che giấu chứng cứ cuối cùng. Đồng thời cũng khẳng định được cái khả năng cứu chữa cho sư phụ của Dương Khai là Cổ Diễn, một vị cao nhân có tu vi Thái Huyền, là tu vi cao nhất mà con người có thể đạt được trong vũ trụ truyện của Phong Ngự Kiểu Thu. Trong khi đó thì Nghe Thần Y lại được Nhan Quý Phi triệu vào trong cung, Nghe ra đồng thời lại tổ chức tỷ võ trọn rể, chỉ đúng một ngày trước khi triều đình tổ chức tỷ võ. Hiện tại thì Trường Sinh đã suy đoán ra là có một âm mưu rất lớn phía sau những cái động thái này. Và các bạn cũng cần phải biết rằng là ở thời đường thì cái danh xưng quý phi là tước hiệu rất cao, chỉ thấp hơn so với hoàng hậu. Thông thường thì hậu cung sẽ có 3 quý phi cùng với hoàng hậu được gọi là tứ phu nhân, ám chỉ bốn người phụ nữ quyền lực nhất trong hậu cung thời đường. Vậy thì thế lực nào đã tác động tới nhan quý phi để cho nàng triệu hồi nghe thần y vào trong cung ở cái thời điểm nhạy cảm như thế này? Các bạn hãy cùng theo dõi tập 32 của bộ truyện Trường Sinh và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh chương 118 Giải độc cứu người Cổ diễn cùng Dương Khai chỗ ở Là ở Bảo Thanh khách sạn phía tây bắc Ra khỏi khách sạn Trường sinh liền dọc theo đường phố Hướng bắc đi Đi không bao xa Trường sinh liền nghe được nhạc khí âm thanh Vốn tưởng rằng là nhà ai gả cưới Nhưng cẩn thận nghe xong Tấu nhạc thanh âm trầm trọng trầm chậm Không giống như hỉ nhạc Nhạc khí âm thanh còn kèm theo trầm thấp tụng kinh thanh âm Tụng lại không phải là đạo gia kinh văn Mà hẳn là kinh Phật Vốn tưởng rằng là nhà ai đưa tang Đến được mặt phía bắc đường phố Mới phát hiện được một đội tăng nhân Đang từ cửa tây vào thành Đám tăng nhân này có không ít Khoảng trên dưới 100 người Trên thân đều mặc áo cà sa màu đỏ vàng Cầm trong tay trưởng la mộc ngư các loại nhạc khí Một bên gõ tụng kinh một bên chậm rãi đi trước Đội ngũ chính giữa Là một con động vật Mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua Thân hình dị thường cao to Mập mạp cường tráng Trừng hơn một trượng cao Khóe miệng mọc ra Hai cái răng nanh sâu dài thô to Mặt chính giữa còn có một cái mũi to rất dài Phía trên lưng của con động vật kia Bị sắp đặt một cái ghế mềm rộng lớn Ngồi trên ghế mềm chính là một lão niên tăng nhân ngồi xếp bằng. Người này tuổi tác có khoảng 5 chục tuổi. Thân xuyên, đỏ thẫm áo cà sa. Trên cổ treo một chuỗi kim quang lóng lánh Phật Châu. Mỗi một quả đều lớn bằng trứng chim bồ câu. Vị hồng y tăng nhân này mặc dù là ngồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy ra thân hình rất cao to. Hơn nữa là tay to mặt lớn. Chẳng qua, người này mặc dù cao to mập mạp nhưng không mất đi pháp tướng uy nghiêm. Hạ mi nhắm mắt, có phần hiển ra tử bi. Hai bên đường có không ít người vây quanh. Khi tăng đội đi qua, liền có người tín Phật quỳ xuống cung bái. Mặc dù tăng đội chính giữa, có một con động vật kỳ quái hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng đám tăng nhân này lại cũng không phải tới từ Tây Phực. Bọn họ tướng mạo cùng thường nhân không có gì khác. Hẳn là cũng đến từ một địa phương ở Trung Thổ. Trường sinh mặc dù không biết cái loại động vật kỳ quái kia, nhưng trưởng an dân chúng lại nhận ra. Lúc này, vây xem chúng nhân đang xì xào bàn tán, đàm luận hỏi thăm. Vị hòa thượng ngồi trên con voi kia là ai? Mọi người cũng không nhận biết được vị này tăng nhân, nhưng trường sinh nhờ vậy lại biết được cái động vật mũi dài kia chính là con voi trong truyền thuyết. Tất cả mọi người không nhận biết được vị tăng nhân này đã nói lên cái đội ngũ tăng nhân này là ngoại lai. Lúc này thời điểm đến Trường An, không thể nghi ngờ là muốn tham gia triều đình tỉ võ. Khi mà đội ngũ tăng nhân còn chưa đi tới phụ cận, Trường Sinh nóng lòng chạy tới cùng Dương Khai gặp mặt, liền không chờ lâu, tranh thủ trước khi tăng đội đi tới, liền xuyên phố mà qua hướng bắc đi đi tới viện lạc mà thầy trò dương khai hai người cư trú dương khai đang ở trong nội viện nôn nóng đợi chờ thấy trường sinh đi tới vội vàng tiến lên chào đón đạo trưởng vất vả trường sinh khoát tay nói ra còn chưa động thủ trị liệu tại sao lại nói vất vả dương đại ca ta tên thật là trường sinh ngươi sau này hô tên của ta là được xin hỏi đạo trưởng tôn tính dương khai hỏi ta cũng không biết bản thân họ gì ngươi liền gọi ta trường sinh là được trường sinh thuận miệng nói ra không ổn không ổn dương khai lắc đầu liên tục tóm lại đừng hô đạo trưởng quá là khách khí trường sinh cất bước đi hướng chính phòng lệnh sư đâu biết rõ hôm nay đạo trưởng muốn tới vì sư phụ trị liệu để tránh cho hắn lộn xộn chạy loạn tối hôm qua tắt liền không để cho hắn ngủ quá sớm dương khai nói ra lúc bình minh mới cho đi ngủ hiện tại còn chưa thích tỉnh trường sinh nhạy gật đầu bước nhanh đi trước đến được giữa phòng chỉ về phía vò rượu bày trên tủ gỗ cầm lấy vò rượu đi đến chỗ gian phòng của cổ diễn trường sinh đem trên bàn bình nước chén trà các loại vật dụng chuyển đi đồng thời đem trước đó chuẩn bị tốt đồ vật trải ra ở trên không cần quá lâu Ngươi không cần khẩn trương Sẽ không phát sinh ngoài ý muốn Vâng Dương Khai thấp thỏm gật đầu Trường sinh bắt đầu phối dược Đây là nháo dương hoa Đây là hương hồn thảo Hai vị này Là đương quy cùng xương bồ Để cho tiện sử dụng Ta đã sai người nghiền nát thành phấn Sau đó dùng rượu để hắn uống vào Mấy vị dược này Là để cho hắn trầm ngủ không tỉnh không biết đau đớn trường sinh đem mỗi vị dược phấn đều lưu lại một chút để cho dương khai ngày sau phân biệt xem xét dương khai biết rõ trường sinh cử động này dụng ý gấp gáp nói đạo trưởng quá lo lắng không cần bảo tồn ta tin tưởng ngài trường sinh không tiếp lời hắn mà là đem dược phấn được trộn tốt đưa cho hắn dùng rượu điều hòa chuẩn bị rót phục Tại lúc Dương Khai bận rộn Trường sinh lại giải khai bao châm Bắt đầu lựa chọn ngân châm Hắn mặc dù chưa bao giờ tự tay châm cứu Lại biết rõ xuống châm vị trí cùng lực đạo Lý luận xuông Tự thân không có tốt xấu Lúc tốt lúc xấu Chủ yếu quyết định bởi Tại lúc dụng binh Con người có thể hay không Học để mà dùng Lúc già thích hợp ngân châm Trường sinh mạnh cho Dương Khai Nâng lên cổ của cổ diễn Trước khi cổ diễn thức tỉnh Ở trên cổ, bốn chỉ xuống một châm Cổ Diễm bắt đầu thức tỉnh Một châm xuống dưới Trực tiếp hôn mê Nâng rồi không nên cử động Châm này hạ xuống Não hộ huyệt Chỉ để khiến hắn ngắn ngủi hôn mê Nói xong Lại từ hai cổ tay của cổ diễn Đều xuống một châm Hai châm này hạ xuống Nội quan huyệt Sau đó lúc người rót thuốc lệnh sư sẽ không bị rượu thuốc sặc đến nói xong trường sinh thẳng thân đứng dậy đi đến bên cạnh bàn đem rượu thuốc mà dương khai điều chế tốt trở về cậy mở ra hàm răng của cổ diễn rồi ngửi ngửi căn cứ khẩu khí lần nữa xác nhận hắn đã trúng độc xác nhận không sai lúc này mới vì hắn rót hạ độc rượu rượu thuốc rót xuống ba châm rút ra đem hắn y phục giải khai Tạo trưởng Sư phụ ta nhiều năm không tắm rửa Tối hôm qua ta nghĩ Trường sinh biết rõ hắn muốn nói gì Không có chuyện gì đâu Bệnh bất tị y Dương khai sau đó Vì cổ diễn cởi háo Trường sinh một lần nữa trở lại bên bàn Chuẩn bị dược ngải Châm cứu kỳ thực Là châm pháp cùng cứu pháp gọi chung Hạ châm Chính là châm pháp Cứu pháp chính là dùng điểm dược thảo, nóng bức thiêu đốt. Đợi Dương Khai cởi ra y phục của cổ diễn, trường sinh chỉ vào một bên vò rượu nói ra. Đổ ra một nửa, ngâm khăn vải, vì lệnh sư xoa bóp. Đồng thời với lúc Dương Khai vì cổ diễn xoa bóp, trường sinh bắt đầu phối dược. Lệnh sư trúng độc chính là rượu độc. Loại độc này là hệ hỏa kịch độc, ngũ tạng thuộc hỏa vì vậy rượu độc trực tiếp công tâm thượng đầu giấu kín tâm trí nghĩ muốn giải độc chỉ có thể lấy độc trị độc đây là chủ dược lang độc kịch độc đại hàn chỉ tại diệt hỏa đối trùng đây là sừng tê giác chỉ tại cố bản hồi hồn bạch cương tàm ngũ hoa long cốt bạch xà thảo đều là giải độc phụ dược đợi đến khi dương khai vì cổ diễn lao xong thân thể trường sinh cũng chuẩn bị thỏa đáng Nạn ra 12 dược cứu thảo đoàn Phân biệt đặt tại 12 kinh mạch Để mở ra đại huyệt đạo Sau đó dùng đồ mồi lửa Từng cái đốt lên Lệnh sư luyện tập Chu thiên thần công Đi là đại chu thiên đường đi Khí hành thập nhị chính kinh Dược cứu từ bên ngoài cơ thể xâm nhập Nội hành đảo bức Nói xong Nói xong lại từ bao châm Bên trong lấy ra lớn nhất ngân châm Đem cổ diễn hai lỗ tai Vành tai đâm rách Dùng bát trà tiếp nhận độc máu Vành tai liên tâm thông thận Vành tai lấy máu Chỉ để bài độc phóng xuất ra áp lực Vâng Dương khai chân tay luồng cuống Đạo trưởng kế tiếp lại làm gì Đợi Trường sinh nói ra Trên bàn còn có một chút thuốc giải độc vật sau đó dựa vào tình huống nếu là dược cứu dược lực đầy đủ cũng không cần phải uống thuốc nếu là dược lực không đủ liền muốn uống thuốc giúp đỡ đạo trưởng tuổi không lớn lắm y thuật lại cao minh như vậy long hồ sơn không hổ là thượng thanh pháp đình nhân kiệt địa phương không chờ dương khai nói xong trường sinh liền khoát tay ngắt lại lời hắn y thuật của ta không phải học tại long hồ sơn long hồ sơn lợi hại chính là pháp thuật kỳ hoàng chi thuật tạo nghệ lại bình thường nghe được trường sinh lời nói dương khai nhiều có ngoài ý muốn đạo trưởng hạ dược nhanh chóng xuống châm ung dung quả thật là kỳ hoàng thánh thủ không phải có một không hai danh sư không đủ để ra tuyệt thế cao đồ trường sinh biết rõ dương khai nói đúng lời thật lòng lại vẫn còn có chút không tốt ý tứ dương đại ca quá khen Y thuật của ta Quả thực xuất từ danh môn đại gia Lại không phải là danh sư thân truyền Ta chỉ là nhận được Một bộ thần kỳ sách thuốc Thực không dám dấu diếm Ta hạ châm giải độc Đây là lần đầu tiên Dương khai cực kỳ chấn kinh Ngài thủ pháp như thế thành thạo Như thế nào lại là lần đầu tiên Tự mình động thủ Quả thực là lần đầu tiên Trường sinh cười nói Sở dĩ nhanh chóng thành thạo Chính là vì ngày hôm qua ban đêm ta đã từ trong đầu vì lệnh sư trị qua ba lượt. Dương Khai không phản bác được, chỉ có thể khâm phục cật đầu. Trường sinh kéo chiếc ghế cho Dương Khai, chính mình cũng ngồi xuống. Dương Đại Ca, ngày hôm qua đến bây giờ, trong ngoài phủ không có gì bất thường đúng không? Không có, đạo trưởng vì sao lại hỏi cái đó? Dương Khai hỏi. Triều đình tỉ võ sắp tới Trường An rồng rắn lẫn lộn, không quá an bình, Trường Sinh nói ra. Dương Khai nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta nghe nói ngày mai hoàng bảng sẽ dán ra, các đại môn phái muốn trong vòng 3 ngày đi đến chuẩn bị báo danh, nhận lấy số hiệu. Người biết tỷ võ quy củ cùng quy tắc chi tiết? Trường Sinh hỏi. Không biết, Dương Khai lắc đầu nói ra. Chẳng qua, hoàng bảng dán xong, bên trên tất có thuyết minh Trường sinh không nói gì nữa Hắn buổi sáng có chút ăn mặn Liền cầm lấy ấm trà Ở trên giường rót nước giải khát Sau đó lại cho Dương Khai rót một chén Nhưng Dương Khai khẩn trương thấp thỏm Vô tâm uống nước Nói lời cảm tạ tiếp nhận Sau đó đặt ở một bên Ta nghe nói triều đình Sẽ cho môn phái đến đây tỉ võ An bài chỗ ở Sư phụ sau khi tỉnh lại Chúng ta liền chuyển đi vào trong đó ở Dương Khai nói ra Đừng Trường sinh lắc đầu Các loại địa phương đó người nhiều nhãn tạp Các người vẫn là ở chỗ này Tỷ võ sau đó lại tính toán Được rồi Dương Khai nói đến chỗ này nghĩ đến một chuyện Vội vàng từ trong ngực Móc ra túi tiền Mà nghe thần y ngày hôm qua đưa cho hắn Cái này kính xin đạo trưởng thu hồi Ta vốn tưởng rằng Là ngân lượng tiền Không ngờ lại thật là vàng nhận được đạo trưởng từ bi cứu chữa ta đã sợ hãi ta đã sợ hãi không thôi không biết như thế nào đền đáp lại thụ món tiền khổng lồ càng là ăn ngủ không yên ngươi thu lấy là được trường sinh khoát tay nói ra ngươi cũng đã biết ngày hôm qua nữ tử là người phương nào dương khai lắc đầu nghe thần y thân phận không tính là bí mật gì trường sinh thuận miệng nói ra nàng chính là nghe trác chi nữ Nghe chắc chính là đại đường nhà giàu nhất Phú Giáp Thiên Hạ Trường sinh bản thân Chưa thấy qua cái gì việc đời Dương Khai cũng không thể so với hắn Biết được nhiều hơn Nhìn hắn thần tình Hẳn là cũng không biết nghe chắc là ai Thấy Dương Khai một mực đưa tay Trường sinh liền đem túi tiền đẩy trở về Người thu lấy Trên người không có đồng nào Ta cũng từng trải qua Tiền tài tuy là vật ngoại thân Nhưng cũng không thể thiếu không như thế Giật gấu vá vai Nghèo rớt mồng tơi Khó được ung dung Dương Khai không chịu Cố ý phải trả Mấy phen chối tử sau đó Trường sinh có chút cấp bách Dương Đại Ca Ta đã thấy thân thủ của ngươi Tỉ võ thời điểm Sẽ là ngày ngươi nổi danh Ta mặc dù tài sơ học thiện... Nhưng cũng biết Chút ít công phu Không có gì bất ngờ xảy ra Chúng ta cũng sẽ lưu lại trường an Sau này thời gian giao tiếp rất dài người thu lấy từ chối nữa chính là xem thường ta thấy trường sinh thái độ kiên quyết dương khai cũng không dám quá mức cố chấp chỉ phải thu hồi túi tiền nghiêm túc nói ra nhận đạo trưởng không bỏ lại kết sao nhận thức dương khai nguyện đi theo trái phải hiệu lực dưới trướng Trường Sinh, chương 119, quyết định. Mắt thấy Dương Khai nghiêm túc trịnh trọng, Trường Sinh vội vàng khoát tay. Dương Đại Ca nói quá lời. Chúng ta tao ngộ rất có chỗ tương tự, đồng bệnh tương liên mà lại ý hợp tâm đầu. Ngày sau chúng ta thật nhiều qua lại, lẫn nhau chiếu ứng. Dương Khai không giỏi ngôn từ, không biết như thế nào biểu đạt trong lòng cảm kích. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại biệt suốt nói ra một câu Đại ân không lời nào cảm tạ hết được Trong lúc hai người nói chuyện Cổ diễn hai vành tai Chảy máu đột nhiên tăng lên Vốn chỉ là chậm chạp tí tách Mà lúc này trở thành cột máu nhỏ Dương Khai thấy thế vội vàng cận thân xem Thấy hắn khẩn trương Trường sinh khoát tay nói ra Dương đại ca không cần khẩn trương Đây là dược cứu Có hiệu quả dấu hiệu Lệnh sư lúc này thần thức không rõ ràng Trong cơ thể linh khí bành trướng lay động Nhất định cần phải cho phát tiết giảm sức ép Như thế mới có thể không đả thương tới kinh mạch Nghe được lời của trường sinh Dương Khai yên lòng Mắt thấy tiếp máu bát trà sắp đầy Liền bưng tới ống nhổ Nghiêng đổ xử lý Cổ diễn lúc này mặt đỏ tía tai Toàn thân mồ hôi đầm đìa Dương Khai thấy thế vội vàng lấy ra khăn vải vì hắn trà lau mồ hôi trong lúc dương khai tỉ mỉ chăm sóc trường sinh cũng một mực mật thiết chú ý liên tiếp xem mạch đắn đo thời cơ đợi đến lúc sắc mặt cổ diễn dần dần từ hồng chuyển sang trắng mí mắt bắt đầu nhảy lên liền gấp lấy ngân châm từ phía sau cổ não hộ huyệt đâm vào châm này hạ sâu hai thốn ngân châm hầu như tận gốc tại lúc hạ châm Trường sinh đồng thời theo thường lệ nói ra châm này tác dụng Trong cơ thể hắn nhưng có đại lượng kịch độc Lúc này không thể để cho hắn thức tỉnh Ồ, Dương Khai ngạc nhiên gật đầu Không cần khẩn trương Còn có một lát lệnh sư liền có thể thức tỉnh Trường sinh nói ra Chẳng qua hắn thần thức hỗn độn đã lâu Chính là thức tỉnh Ký ức cũng không cách nào lập tức khôi phục Ít nhất cũng phải tĩnh nằm một ngày Đến lúc đó ngươi có thể cùng hắn nói chuyện trợ giúp hắn nhớ lại đầu mối được dương khai gật đầu lúc này thi chị đã đến gần khâu cuối cùng lại đợi một lát xác định cổ diễn trong cơ thể kịch độc đã qua bảy thành trường sinh xuất thủ nhổ xuống ngân châm cắm ở cổ diễn não hộ huyệt đại địch đã qua thần thức có thể dọn trở lại làm chủ nhổ ngân châm sau đó trường sinh lại lần nữa vì cổ diễn xem mạch. Lệnh sư trong cơ thể còn có ba thành dư độc, cái này chút ít dư độc nhất định cần phải bảo tồn. coi như xà nhà cột gỗ, nếu như đem chúng toàn bộ đánh tan, lệnh sư sinh cơ cũng sẽ tùy theo đoạn tuyệt. xem xong mạch, trường sinh rời khỏi giường bệnh. lệnh sư thức tỉnh sau đó sẽ có nhiều mờ mịt, ngoại nhân không thích hợp tại chỗ, ta phải đi. Ta sẽ phân phó nơi đây nha hoàn Điều tiết ăn uống Kỳ thực cũng không cần ăn kiêng gì cả Chỉ là không muốn uống rượu Tôm cá thức ăn kích thích Cũng không được ăn Đạo trưởng Sư phụ ta còn có thể Dương Khai muốn nói lại thôi Trường sinh biết rõ Dương Khai muốn hỏi cái gì Mở miệng đáp Một tháng Khả năng còn có thể nhiều hơn một hai ngày Lệnh sư tu vi tinh thâm sau khi tỉnh lại có thể dò xét thể nội hiểu rõ đại nạn thời hạn dương khai buồn vui cùng đến nghẹn ngào không lời trường sinh không biết như thế nào an ủi dương khai chỉ có thể vỗ vỗ cánh tay hắn chuyển cầm lấy bản thân bao phục cùng binh khí cất bước rời khỏi dương đại ca ta đi trước ngày mai bữa trưa ta liền trở lại thăm ngươi dương khai nhìn cổ diễn sắp thức tỉnh lại nhìn về phía trường sinh trường sinh khoát tay nói ra ngươi an tâm trông coi lệnh sư không cần đưa ta đa tạ đạo trưởng dương khai nói ra trường sinh lúc này chạy tới cửa hướng dương khai gật đầu rồi trở tay đóng lại cửa phòng đi đến trước sân trường sinh cùng với nha hoàn đang nấu cơm nói chuyện vốn là hỏi thăm ngày hôm qua đến bây giờ xung quanh tòa nhà có thể có người không phận sự xuất hiện nhận được phủ định trả lời Sau đó lấy ra ngân lượng Thỉnh các nàng mua chút ít bổ huyết ích khí đồ ăn Để cho cổ diễn cùng dương khai thầy trò hai người Trường sinh không có chỗ để đi Xuất môn sau đó trực tiếp trở về bảo thanh khách sạn Vừa mới vào cửa Lý Tông Nguyên liền hô dừng hắn Nói cho hắn một tin tức tốt Trương Thiện cùng Trương Mạc hai người đã đến Bất quá bọn hắn cũng không tại khách sạn cư trú trường an có không ít quan lại quyền quý là long hồ sơn cư sĩ biết được hai người muốn tới sớm ước định muốn mời thỉnh bọn họ đến quý phủ hơi dừng lại kế tiếp mấy ngày hai người muốn đi cùng bọn họ từng cái gặp mặt có lưu lại lời nhắn để cho hắn ở khách sạn yên tâm trước khi tỷ võ sẽ tranh thủ tới cùng hắn gặp mặt đối với cách làm của hai người, trường sinh có thể hiểu được. đạo sĩ cũng là người, cũng có nhân tình thế sự, cũng muốn củi gạo dầu muối. long hồ sơn có mấy nghìn người, chút ít cư sĩ hàng năm cũng sẽ quyên góp giúp đỡ. xuất phát từ lễ tiết, hai người cũng có thể qua cùng mọi người chào hỏi. lý Tông nguyên nói xong, trường sinh thấp giọng hỏi: đại lý tự tới kiểm tra ta một chuyện, người đã từng kể cho bọn họ hay chưa? đạo trưởng chờ trách ta nhiều chuyện, Lý Tông Nguyên có chút ít thấp thỏ. Việc này quan hệ trọng đại, ta không thể giấu giếm, không báo. Ồ, Trương Thiện sư bá cùng Trương Mặc sư thúc có gì phản ứng? Trường Sinh lại hỏi. Trương Thiện chân nhân vừa vào thành liền bị người ta mời đi. Đến đây chỉ là Trương Mặc chân nhân. Lý Tông Nguyên nói ra. Ta đem việc này cùng nàng nói rõ. Trương Mặc chân nhân không có ý kiến chỉ nói Trương mặt sư thúc đến cùng nói cái gì Trường sinh truy vấn Lý Tông Nguyên có chút ít lung túng Trương mặt chân nhân nói Không có bằng chứng Lại đến quấy nhiễu Liền đem chân của bọn hắn đánh gãy Nghe được lời của Lý Tông Nguyên Trường sinh âm thầm thở nhẹ Nói lời cảm tạ Sau đó cất bước lên lầu Biết được Trương Thiện cùng Trương mặt đã đến Trường sinh tâm tình có chút phức tạp Hai người vừa đến Hắn liền có chỗ dựa Ai cũng không dám khi dễ hắn Chẳng qua Bản thân trước đó làm sự tình Rất có thể liên lụy tới Long Hồ Sơn Điều này làm cho hắn có chút ít tự trách Thế nhưng Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng Trương mặc câu nói kia Cũng không phải là thuận miệng nói Mà là ám chỉ hắn Chỉ cần đại lý tự không có chứng cứ Vậy chết cũng không thừa nhận Trực tiếp nhất chứng cứ chính là cái chương dược phương mà hắn đã viết cho nạn dân ở nghĩa trang. Thế nhưng chương dược phương kia, dư nhất Nico đã vụng trộm trả lại cho hắn. Như vậy, đại lý tự cũng lại cầm không được ra bằng chứng, nhiều nhất cũng chỉ có thể là hoài nghi, mà hoài nghi là định không được tội. Nghĩ đến đây, trong lòng Trường Sinh cũng liền thản nhiên. Ngày hôm qua một đêm đều nghĩ muốn như thế nào cứu chữa cổ diễn ngủ không có tốt buổi chiều cần nghỉ ngơi thật tốt bồi bổ cảm giác trường sinh tỉnh lại đã là vào lúc nhập canh thắp sáng ánh nến khách sạn biết rõ hắn đã tỉnh liền chủ động đem cơm tối đưa lên trường sinh hỏi qua đưa cơm tiểu nhị biết được buổi chiều cũng không có người đến tìm hắn nếu như nghe thần y trở lại nhất định sẽ nghĩ cách tới gặp hắn nghe thần y chưa từng tới nghe phủ hạ nhân cũng chưa từng tới cái này liền thuyết minh nghe thần y rất có thể đã bị vị nhan quý phi kia lưu tại hoàng cung như vậy cũng liền nghiệm chứng hắn trước đó phỏng đoán nghe ra tỷ võ chọn rể chuyện này cùng với triều đình có quan hệ trong triều đình có người nghĩ muốn cưới nghe thần y sở dĩ không thả nghe thần y xuất cung chính là không muốn làm cho nghe thần y cùng hắn gặp mặt nếu thật là như thế triều đình sẽ đối với hắn tận lực đề phòng nhất định sẽ toàn lực ngăn cản trừng sinh chiến thắng khi tỷ võ chẳng qua tỷ võ chọn rể tiến hành trước mắt vạn chúng đến được khi đó triều đình nghĩ muốn trái phải cũng không thể cẩn thận nghĩ đến triều đình có khả năng nhất làm sự tình chính là tại lúc nghe thần y tỷ võ chọn rể nghĩ cách ngăn chặn lại hắn không để cho hắn Đi trước tham gia Lúc này Hắn đang đau đầu Nghĩ không biết như thế nào Mới lại tham gia luận võ chọn rể Tham gia hay không Ngay cả mình có thích người ta hay không Đều không xác định Liền mơ hồ đi qua cướp người Còn là cùng triều đình cướp người Đây là cái chuyện gì Lúc này Hắn hy vọng nhất bên người có một người có thể thương lượng Bất kể là lão nhị Lão tam đều được dù là lão tứ cũng có thể nhiều ít cho chút điểm đề nghị nếu như tại long hồ sơn hắn còn có thể đến hỏi đại trung chân nhân nhưng hắn hiện tại thân tại trường an liền người thương lượng đều không có đi sao không biết bản thân có phải hay không thích người ta vạn nhất lớn lên sau đó phát hiện mình không thích người ta đây không phải là hại người hại mình hay sao nếu không đi nghi thần y nhất định sẽ thất vọng vạn nhất lớn lên sau đó tỉnh ngộ bỏ lỡ tình cảm chân thành vậy còn không phải là hối hận tới sanh ruột được rồi hay là đừng đi vừa vạn triều đình nhất định sẽ âm thầm ngăn cản đến lúc đó có thể đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu triều đình nghi thần y cũng trách không được hắn không thể vẫn là phải đi thà rằng yêu sai không thể bỏ qua trước cướp tới tay rồi lại nói vạn nhất sau này phát hiện mình không thích còn có thể bồi hoàn chỗ trống không đúng thật sự trước mặt bao người khác đoạt vậy sau này liền không có bồi hoàn đường sống có thích hay không đều phải muốn người ta cũng không thể tái giá cho người khác trước nửa đêm trường sinh đều xoắn suýt cùng mâu thuẫn chuyện này bất kể làm thế nào cũng đều sai chính là thiên vương lão tử tới chuyện này cũng là bế tắc vào lúc canh ba cuối cùng quyết định chủ ý vẫn là phải đi hơn nữa muốn toàn lực ứng phó vạn nhất có tuyệt đỉnh cao thủ mình bại vậy cũng không phụ lòng bản thân càng không phụ lòng nghe thần y vạn nhất bản thân có thể giết ra lớp lớp vòng vây vậy liền đem nghe thần y cưới bản thân có thích nàng hay không trước để ở một bên ít nhất nghe thần y là thích hắn được, vậy cứ làm như thế Trường sinh, chương 120 Thánh chỉ, hoàng bảng Sau khi quyết định, trường sinh đi ra một chuyến Mục đích là tới Đông Thành Nghê Phủ. Hắn lần này đi Nghê Phủ cũng không phải là đi tìm vận may, bởi vì Nghi Thần Y khẳng định không ở Quý Phủ. Hắn đi Nghê Phủ, mục đích có hai cái. Một là xác định vị trí cụ thể của Nghê Phủ. Lần trước, Nghe Thần Y cũng nói chỉ là đại khái vị trí. Hắn cần biết được Nghê Phủ cuối cùng là tại nơi nào. Hai là vì quan sát lộ tuyến. Nếu việc này thật sự là Triều Đình âm thầm hành động. Tỷ võ chọn rể ngày đó, Triều Đình nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn tham gia. Lớn nhất khả năng chính là phái ra đại lý tự quan sai tới tìm hắn hỏi chuyện. Làm không tốt sẽ còn đem hắn đưa đến đại lý tự tạm giam. Nếu thật là như thế, vậy thì cần sớm làm tốt đề phòng. Chỉ cần quan sai xuất hiện, lập tức nhảy cửa sổ chạy trốn, không cùng bọn họ gặp mặt. Sở dĩ, không sớm rời tới địa phương khác cư trú cũng có hai nguyên nhân. Một là hát công tử mục tiêu quá lớn, không có khả năng bỏ lại nó. Hai là bảo thanh khách sạn xung quanh rất có thể có triều đình thám tử, âm thầm giám sát. Hiện tại, rời tới địa phương khác chỉ có thể là đánh rắn động cỏ, bức triều đình sớm động thủ. Sau một canh giờ, Trường Sinh trở về bảo thanh khách sạn. Thời điểm đi cùng trở về là hai con đường khác nhau dọc đường phố cùng trạch viện hắn đã ghi nhớ trong lòng trở lại khách sạn sau đó nằm trên rừng đệm đem hai con đường này từ trong đầu nhiều lần suy diễn tuyển ra tốt nhất lộ tuyến từ chỗ nào máy hiên mượn lực từ chỗ nào góc tường xê dịch mượn chỗ nào cây đại thụ lấy hơi từ chỗ nào lồ cát tạm lánh đều tiến hành nhiều lần suy diễn đảm bảo không sơ hở tí nào mới nhắm mắt nghỉ ngơi tỉnh lại Đã là thần tị chi giao Hôm qua Cùng Dương Khai ước định là giữa trưa gặp mặt Thời gian còn sớm Trường sinh liền đi hậu viện Cùng Hắc Công Tử đợi trong chốc lát Hắn nguyên bản Còn lo lắng Hắc Công Tử tập quán lỗ mãng Lưu lại không được Không ngờ Gia hỏa này rất hưởng thụ trước mắt an nhàn Mỗi ngày ăn Đều là tinh liệu lương thực Ngủ chính là có cỏ mềm giường đệm có lòng dắt nó đi dạo một vòng nó cũng không hào hứng gì xác định hắc công tử tâm trạng thoải mái trường sinh cũng liền yên lòng trở lại gian phòng tắm rửa thay quần áo sau đó mang lên bao phục binh khí chạy tới chỗ ở của dương khai đến được nơi đó lại phát hiện dương khai cõng bao phục ngồi ở trong sân gặp hắn đi tới dương khai vội vàng tiến lên đón đạo trưởng người cõng bao phục làm gì Trường sinh rất không hiểu Lệnh sư đâu Sư phụ ta đã đi rồi Dương Khai nói ra Nghe được lời của Dương Khai Trường sinh dọa đến mức nhảy dựng Không có khả năng Ta đã Thấy trường sinh hiểu lầm Dương Khai vội vàng giải thích Sư phụ ta ngày hôm qua buổi chiều Liền khôi phục thần trí Cũng trong chiều qua Ta đã đem những sự tình phát sinh những năm qua Từng cái nói cho hắn biết rõ Ngày hôm qua ban đêm Sư phụ liền rời đi Hắn có chút chuyện cũ năm xưa Cần xử trí sắp xếp Dương Khải nói xong Trường sinh nhẹ nhàng thở ra Vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi Lệnh sư khẳng định còn cần trở về Người có bao phục làm gì Nơi này chính là người khác phủ đệ Làm sao có thể Ở lâu không đi Dương Khai nói ra Đạo trưởng diệu thủ hồi xuân cứu sư phụ ta sau này ta liền đi theo đạo trưởng thực hiện hứa hẹn hồi báo đại ân dương đại ca ngươi nói quá lời thật sự là nói quá lời trưởng sinh nhíu mày khoát tay ta đã nói rồi chúng ta hứng thú hợp nhau là bằng hữu ngươi chuyện này quá khách khí thấy trưởng sinh thật sự tức giận dương khai gấp gáp nói ra vậy liền theo đạo trưởng nói ngươi không ở chỗ này lệnh sư trở về tìm không thấy ngươi như thế nào cho phải trường sinh hỏi dương khai không phản bác được bảo thanh khách sạn ngươi không thể đi chỗ kia không thanh tịnh trường sinh lắc đầu nói ra ngươi cũng đừng mù dày vò tỷ võ trước đó ngươi tựu ở nơi này tỷ võ sau đó rồi tiếp tục tính toán trường sinh bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng ngươi không phải nói hôm nay Triều đình muốn dám hoàng bảng hay sao Trường sinh xoay người đi trước Đi Chúng ta cùng đi xem Trường sinh đi trước Dương Khai đi theo phía sau Thủy chung chậm hơn hắn một bước Trường sinh rất không thích Dương Khai Loại này cách làm Cố chậm mấy lần Dương Khai lúc này mới cùng hắn Sóng vai cùng đi Trường sinh chưa từng thấy qua việc đời Dương Khai còn không bằng hắn Lần này là lần đầu tiên tới Trường An Đối với Trường An cũng chưa quen thuộc Nhưng trường sinh lúc này đã tương đối quen thuộc Hắn mặc dù không đi qua Hoàng Cung Lại đi qua Hồng Vương Phủ Mà Hồng Vương Phủ phía đông chính là Hoàng Cung Trên đường có không ít Người trong giang hồ đang đi hướng đông Cũng đều có ý qua nhìn Hoàng Bảng cầm số hiệu Muôn hình muôn vẻ Cả trai lẫn gái Già trẻ lớn bé tăng ni đạo tục Loại người gì cũng có Mới đầu Trường sinh còn lo lắng Người chạy tới hoàng cung Nhìn hoàng bảng quá nhiều Hai người chen lớn không đi vào Đến được nơi Mới phát hiện mình quá lo lắng Hoàng bảng cũng không nhỏ như một trang giấy Mà là lớn tới trăm trượng Rộng tới hai trượng cực lớn hoành phi Treo ở cổng thành sườn đông trên tường thành Cách sông hộ thành Đều có thể thấy được rõ ràng như thế nào là đồng bảng. Dương Khai đưa mắt nhìn về phía xa. Phía dưới viết rất rõ. Dưới 20 tuổi là đồng bảng. Tỷ võ hình như là phân hai lần. 7 ngày đầu tiên là đồng bảng. Chúng ta đánh trước. 15 ngày sau là chính bảng, tham gia đều là các phái cao thủ, Trường Sinh nói ra. Hoàng bảng chia làm thượng trung hạ ba bộ phận. Nửa bộ phận trên là quan thoại, lời mở đầu đại khai ý tứ Chính là đại đường gần 300 năm thịnh thế Cương vực có tới nghìn vạn dặm Tứ hải thần phục Vạn quốc triều bái Tới đại thuận nguyên niên Hoàng đế gia ân hàng chỉ Mở rộng vũ cử phạm vi Tuyển chọn có trí thiếu niên Ra sức vì nước Nửa bộ phận trên đã hoàn toàn nói ra chẳng diện Đại đường bây giờ là cái gì cảnh ngộ Ai cũng lòng dạ biết rõ An sử chi loạn cùng hoàng xào phản loạn Đã làm cho đại đường nguyên khí đại thương Huy hoàng không còn Vũ cử cùng khoa cử Đều là triều đình tuyển chọn người mới con đường Từ trước đã có Vũ hoàng thời kỳ càng coi trọng Chẳng qua giống như năm nay Đại phạm vi tuyển chọn lại chưa bao giờ có Hoàng bảng trung bộ là tỷ võ quy tắc cùng chiến thắng sau đó đại ngộ Cùng vũ cử tuyển chọn thương mã kỵ xạ bất đồng Lần này tỷ võ Chính là thực chiến quyết đấu Cứ hai chọn một Sau đó tiếp tục Khi nào đủ 240 người Là võ cử Liền gia phong thất phẩm võ quan Người tham gia vũ cử Tài chiến hai đợt Thắng được 60 người Là võ tiến sĩ Gia phong lục phẩm võ quan 60 người tiếp tục tái chiến Trận đầu bị thua 30 người cùng nhị chiến bị thua 15 người là tam giáp Quan phẩm bất biến nhưng là theo lục phẩm Vòng 2 chiến thắng được 15 người là nhị giáp Gia phong ngũ phẩm võ quan 15 người này chọn dùng rút thăm vòng chiến Đến khi phân ra đầu giáp ba gã cùng khoa cử đồng dạng Đệ nhất là trạng nguyên, thứ hai là bảng nhãn, thứ ba là thám hoa bảng nhãn thám hoa gia phong theo tứ phẩm võ quan trạng nguyên gia phong theo tam phẩm võ quan tỷ võ chỉ có hai cái hạn chế một là không được hạ độc hai là không được dùng ám khí ngoài ra không có bất kỳ ước thúc thậm chí không tiến hành hạn chế làm hại nhân mạng có thưởng thì có phạt phạt cũng rất đơn giản nếu như môn phái nào tại đồng bảng cùng chính bảng một chỗ cũng không chiếm trực tiếp giải tán môn phái khiển tán bang chúng cái này trừng phạt cũng rất nặng triều đình sở dĩ làm như vậy chính là vì ngăn chặn có chút ít môn phái không quan tâm cố ý yếu thế trốn tránh nghiêm khắc trừng phạt như thế môn phái nào cũng chịu không được tất cả người trong giang hồ cũng sẽ toàn lực ứng phó nếu quả thật toàn lực ứng phó cũng không tranh giành được chỗ ngồi môn phái kia liền cũng không đủ gây sợ trực tiếp khiển tán cũng tránh cho bọn họ thật giả lẫn lộn tụ chúng nhiễu dân vĩnh viễn không nên xem thường triều đình chỉ cần thông qua tấm đồng bảng này liền có thể nhìn ra triều đình tâm tư biết bao tỉ mỉ những môn phái bị thua liền toàn bộ giải tán dùng cái này để minh chính bầu không khí an dân trị an chúng tuyển môn phái toàn bộ ra phong trước quan vì triều đình hiệu lực bởi vì cái gọi là phổ thiên tri hạ mạc phi vương thổ xuất thổ tri tân mạc phi vương thần tạo lãnh thổ mới không còn là quân thần đại đường gặp nạn thân là đại đường con dân ai cũng đừng nghĩ khoanh tay đứng nhìn không quan tâm phần sau của hoàng bảng chính là tên gọi của đại lượng môn phái dựa theo môn phái chỗ khu vực để phân chia đại đường tổng cộng có 15 đạo phân biệt là Kinh Kỳ đạo, Đô Kỳ đạo, Quan Nội đạo, Hà Nam đạo, Hà Bắc đạo, Hà Đông đạo, Lũng Hữu đạo, Sơn Nam Đông đạo, Sơn Nam Tây đạo, Hoài Nam đạo, Giang Nam Đông đạo, Giang Nam Tây đạo, Kiếm Nam đạo, Lĩnh Nam đạo, Kiềm Trung đạo. Toàn quốc có hơn 300 châu phân biệt thuộc về 15 đạo quản hạt. Long Hồ Sơn chỗ Cán Châu thuộc Giang Nam Tây Đạo Quản Hạt. Ngoài Hoàng Thành có 15 chỗ báo xanh tròi hỏng mát. Mỗi một chỗ đều có bảng hiệu. Sau đó hắn liền muốn hướng Giang Nam Tây Đạo báo xanh. Dương Khai xem xét tốc độ so với trường sinh còn chậm hơn. Thẳng đến lúc này mới nhìn được một nửa. Đạo trưởng, tam phẩm là chức quan ra sao? Không phải tam phẩm mà là theo tam phẩm. Trường sinh lắc đầu nói ra đồng bảng chiến thắng đều là theo phẩm thượng châu thứ sử bí thư giam đều là theo tam phẩm mắt thấy dương khai nghe một đầu mê hoặc trường sinh chỉ có thể lần nữa giải thích thượng châu chính là địa bàn lớn là đại châu bách tính rất nhiều bí thư giam chính là triều đình soạn thư ký sử chủ quan đạo trưởng cực kỳ uyên bác dương khai nói ra nghe được dương khai khen ngợi Trường sinh có nhiều hổ thẹn Hắn sở dĩ biết rõ những thứ này Bởi vì không lâu trước đó Nghe thần y mang theo hắn Từ trong thành dạo qua một vòng Dọc đường gặp phải dinh thự Nghe thần y cũng sẽ chỉ điểm giải thích Chẳng qua Ngài vừa mới nói đều là quan văn Dương khai nói ra Đúng đúng Để ta suy nghĩ Ngũ phẩm trở lên võ quan Có thể được phong làm tướng quân Trường sinh nói ra Tuổi tác hơi lớn một chút sẽ bị phái ra dẫn binh đánh trận Giống như ta có vẻ không làm được gì Đúng rồi, đại lý tự khanh cũng giống như là theo tam phẩm Bất quá, bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho ta đi quản đại lý tự Thiếu niên tâm tính, nói chuyện tùy ý Nói đến chỗ này trường sinh mới phát giác bản thân ngôn ngữ không ổn Ngớp gáp nói Huống chi, ta cũng không tuyển được thượng đầu giáp Đạo trưởng quá khiêm nhượng Ngài nhất định có thể kỹ áp quần hùng Dương Khai chính xác nói ra Ngươi lại không thể qua Ta sử dụng võ công Làm sao ngươi biết được ta có thể hay không Trường sinh cười nói Nhất thông thì bách thông Nhất bất thông thì bách bất thông Dương Khai nói Người thiên phú cao Làm cái gì cũng tốt Người thiên phú kém Cái gì cũng làm không tốt Ngươi thật đúng là để mắt ta Trường sinh sau khi cười xong Đem tầm mắt một lần nữa rời về Hoàng Bảng. Hoàng Bảng bên trên tuy có môn phái danh tự, lại cũng không có tính danh của người tham gia tỷ võ. Chẳng qua, phía trên có tham gia đồng bảng tỷ võ nhân số, đại môn phái đều là hai người, mà tiểu bang phái thì là một người. Đợi đến Giang Nam Tây Đạo, rất nhiều môn phái tìm được Long Hồ Sơn. Trường sinh lông mày cao chặt, long hồ sơn tham gia đồng bảng tỉ thí nhân số vậy mà chỉ có một người trên bảng nếu như người tham gia là nữ nhân số đằng sau sẽ có ghi chú long hồ sơn nhân số đằng sau không đánh dấu giới tính thuyết minh người tham gia tỉ thí lần này chính là hắn mà nghe thần y thì bị xóa tên trên hoàng bảng thấy trường sinh đột nhiên nhíu mày dương khai nhỏ giọng hỏi đạo trưởng thế nhưng môn phái nào cùng ngài có quan hệ, trường sinh lắc đầu, môn phái cùng hắn từng có quan hệ là cái bang Kim Đỉnh Sơn Trang Xác thực đều có trên bảng, nhưng hắn nhíu mày lại không phải bởi vì cái này. Nghe thần y bị người ta xóa tên trên hoàng bảng, thuyết minh hắn trước đó phỏng đoán không sai. Trong triều đình có người nghĩ muốn cưới nghe thần y, lại không hy vọng, nàng suốt đầu lộ diện.